Thư chúc Tết Xuân Canh Tý 2020 của Liên minh Việt Nam Độc lập Dân Chủ Kính thưa quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quý vị lãnh đạo các chính đạn cộng đồng hội đoàn đoàn thể, các tổ chức xã hội dân sự và quý đồng hương trong và ngoài nước. Kính thưa quý chiến hữu Liên minh Việt Nam Độc lập Dân Chủ Trong thời khắc thiêng liêng, chuẩn bị đón Tết truyền thống năm canh tí 2020, thay mặt Liên minh Việt Nam độc lập dân chủ kính chúc quý vị và bộ quyến dồi dào sức khỏe, vàng sự như ý và đạt nhiều thắng lợi cho công cuộc đấu tranh tự do dân chủ tại quê nhà. Kính thưa toàn thể quý vị, đã 45 mùa xuân đi qua trên quê hương Việt Nam của chúng ta từ khi không còn chiến tranh vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Mùa xuân hòa bình đầu tiên là xuân Bính Thìn năm 1976, nhưng đó là mùa xuân rất thê lương và quá trầm cảm. Lòng người vẫn chưa yên, tâm người vẫn chưa ổn để đón xuân trong cảnh thanh bình và hạnh phúc. Đó là mùa xuân bắt đầu lo âu của hàng triệu người trong chốn lao tù cải tạo vô thời hạn. Mọi người đi tìm đường rời quê hương, đi tìm tự do ở xứ người. Trong đó, hàng vàng sinh linh đã bỏ mình trong rừng sâu hay trôn thân xác dưới lòng biển cả. Từ ngày chế độ độc tài cộng sản lên cầm quyền cho đến nay, những cuộc ly hương của người Việt không khi nào ngưng nghỉ, chỉ hình thức này hay hình thức khác mà thôi. Trước đây người dân trốn thoát tìm tự do, thì nay hàng vàng du học sinh ra nước ngoài tìm cách ở lại không muốn trở về quê hương. Gần đây cái Tết đông lạnh bi thảm của 39 thanh thiếu niên nam nữ trong một container nhập cư bất hợp pháp vào nước Anh, đã nói lên được thực trạng xã hội. Những người con của mẹ Việt Nam, một phần phải sống lưu đầy nơi sư người, đa số ở lại, sống lưu đầy chính trên quê hương của mình, vì nơi đó nhân quyền, công lý, đạo đức bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cướp sạch. Bao cạnh oan khiên do nhà nước Cộng sản Việt Nam tạo ra đã tạo thành một cạnh dân oan lan tràn trên ba miền đất nước. Mới đây, vụ thảm sát để cưỡng chiến 59 mẫu đức của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam tại Thôn Hoàn, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Đúng vào ngày gần Tết năm canh tí 2020 đã nói lên nỗi bi thảm từng công của một dân tộc. Trước cảnh dân tình như thế, tổ quốc đang lâm nguy, bị quân Tàu Bắc Phương xâm lược rất thâm độc dưới nhiều hình thức khác nhau quân Bắc Phương hủy diệt vừa lúa đồng bằng sông Cửu Long bởi nhiều đập thủy điện xây đắp trên thượng nguồn. Bắn giết người dân Việt Nam làm cho hàng chục triệu người dân Việt Nam không còn nơi sinh sống phải qua Lào để mưu sinh. Hủy diệt môi trường bằng cách thải chất độc từ các công trình xây dựng bừa bại trên toàn quả Việt Nam. Tông hàng tấn thực phẩm và dược phẩm độc hại để hủy diệt sự phát triển về thể lực và trí lực của dân Việt. Mua đất, mua bờ biển, mua rừng thuê đặt khu kinh tế dài hàng để từng bước thôn tính nước Việt Nam thân yêu của chúng ta. Ngoài Biển Đông thì quân tàu xâm lược trắng trợn, cướp đảo, bồi đắp và xây dựng công trình quân sự gần đáy nhất trong suốt gần 3 tháng. Quân xâm lược Bắc Phương cho tàu Hải Dương 8 cùng hàng trăm tàu trang bị vũ khí nặng, yểm trợ xâm chiếm bãi tư kính, tư chính và tiến sát vào thềm lục địa Việt Nam cách bờ biển phân tiết chừng 100 số. Chúng ngang ngược chưa từng thấy từ trước đến nay. Vào tháng Giêng năm 2019, một liên minh ra đời gọi là Liên minh Việt Nam Độc lập Dân Chủ gồm các tu sĩ các tôn giáo trong nước và ngoài nước, các chính đảng, các tổ chức cùng chung đoàn kết tạo sức mạnh dân tộc để đánh đuổi quân xâm lược Bắc Phương ra khỏi bờ cõi, đồng thời giải thể chế độ độc tài xây dựng tự do dân chủ ở Việt Nam bước qua năm kinh tế canh tí năm 2020, tình hình chính trị quốc tế có những dấu hiệu thuận lợi cho công cuộc đấu tranh chung. Nhiều biến động sẽ xảy ra tại Việt Nam. Xin chúc quý vị lãnh đạo tinh thần tôn giáo, các chân đảng, hội đoàn, đoàn thể đồng hương, các tổ chức xã hội dân sự trong và ngoài nước cùng chung tay đứng lên đuổi quân xâm lược trung cộng và giải thể chế độ độc tài cộng sản Việt Nam. Có như vậy thì người dân Việt Nam mới có một mùa xuân tươi đẹp trên đất nước thân yêu của chúng ta. Trân trọng kính chào đoàn kết và thân ái, Lê Thành Nhân, Chủ tịch Hội đồng Điều hành Liên minh Việt Nam Độc lập Dân Chủ.